Còi xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là chúng em cũng xin phép các cô các bác là nghỉ một hôm để mà hoàn thiện nốt những cái phần còn lại của chuồng gà. Nên ngày hôm nay thì xe tôn đã vào và hôm nay chúng em lấy tôn chuẩn bị lợp cái mái chuồng gà. Hôm nay thì chúng em lấy tôn và lưới B40. Lấy lưới B40 thì để mà vây ở phần trên. Nên với tôn thì chúng em lấy cả tôn sáng nữa để mà cho sáng cái chuồng gà. Cái này được đấy. Còn một cái máy cắt bằng bi nữa. Du có găng tay chưa? Tỏ sắp tay. Hết rồi. Ơ ừ, cứ ấy đi không sao đâu mà. Thằng kệ nó không sao đâu. Tôn phải cẩn thận nhá, không là sắc lắm đấy, tôn lá này. Đứt tay đấy. Vào cái mùa đông này này sẽ có những cái hôm mà rất là rét và rất là lạnh ạ. Nếu như mà chúng em mà thả hết bạt xuống thì con gà sẽ tối, nên là phải có cái ngói sáng này để lên thì nó mới sáng được. Hơi sáng và đồng thời là cũng sẽ có cái hơi ấm. Một người đỡ một hẳn một bên thì để mỗi người cầm bên để cầm bên là kìa, đừng cầm vậy, cầm kiểu kia kìa. Có cậu hoặc cày một cậu. Hai người cầm hai bên, người đằng sau thì hạ thấp xuống, người cao lên được.
cháu lui ra bên này. Cầm đi, cái cầm đi thì nó không bị gãy. Em tí nữa là xuống à? Vâng. Đã thế lại ấy rồi thôi. Hả? Đừng, nó thừa lên. Một bên nó lên cao, cái nó tí mình chỉnh sao được không ạ? Cho lên bằng đi. Cái này nó bằng tôn, nó không như tôn tôn. Đấy, có. Xem cái mép trên nó được không? Được thì vào thế. Chắc là được rồi. Đây nhá. Thank you.
Như vậy là đã lợp xong mái của chuồng gà rồi đây ạ. Không chưa anh Thành ơi. Đây, đây chúng em cho rất là nhiều ngói sáng luôn ạ. Sáng là kiểu khi là trời âm u trời mưa ấy thì mình sẽ quay bạn của con gà thì ánh sáng nó vẫn xuống đây. Thì cho gà mình không phải tốn tiền thăm bệnh viện ấy. Vâng. Máng ăn dọc theo tường được. Vâng. Máng ăn thì chúng em có thể là tự chế. Vâng, ở đấy cho hết. Máng ăn là sẽ dọc theo như này thì theo những cái ngói sáng này này. Thì con gà ăn là cần phải có ánh sáng mà. Cho con gà ăn này sẽ có ánh sáng chiếu xuống. Chắc là tự chế dùng phi 90 thôi. Cái ống tiền phong 90 ạ. Vãi cái tàn lèn đấy. Như này thì khi mà mùa đông ấy ạ, thì những cái ngày nắng thì ánh sáng sẽ rọi vào đây. Thế như này thì sẽ rất là ấm ở cái chỗ này. Vừa có thể tiết kiệm điện để mà không phải thâm điện vào những cái ngày mà trời âm u. Nếu như mà mình lợp hết thằng tôn không có cái ánh sáng nào thì mình vây cả bạt vào thì nó sẽ tối, thì phải thăm điện, tốn thêm tiền điện nhé. Và như này có thể tiết kiệm thêm điện nữa. Ở phía bức tường bên này thì chúng em sẽ xây cao như này ạ. Sau đó thì vây cái lưới B40 lên. Vây cao quá gì nó bí, không giả bắt cao đâu. Sau này... trên này là đồi rắn thấy sợ thấp hơn với lại mưa hắt các thứ gì đấy. Xây bình thường để có khoáng. Bước bên này thì chúng em cũng sẽ xây cao. Em xây cao để mà không mùi về nhà hàng xóm với lại về nhà. Bởi vì là nuôi gà nhiều thì sẽ có mùi đấy ạ. Dạ. Lồng chó trong gà. Cái này là lồng chó để mà trong gà. Được đấy nhỉ. Chưa xong đâu ạ. Tại chúng em cũng tranh thủ thời gian hàn thôi. Con này là sao? Đâu phải cái tiền. Vẫn chưa xong anh ạ, à, vẫn còn phải làm nữa. Hay sao mang lớp cái lưới ở chỗ đấy. Đấy. Mang đi. Anh xử tôi xuống nhà em bê cái bình nước đây nhá. Vâng. Cho mọi người uống. Anh đặt đây. Cái keo này khói lắm. Bây giờ thì anh Thành với lại anh Tiền đang cắt cái để mà làm cửa. Thank you.
dưới bên kia dưới, bên này dưới chứ. Vâng. Trước khi mà cho lưới vào thì phải hàn những cái khung sắt như này. Sau đó thì mới vây cái lưới B40. Lo bên này. Đây thôi. Lo các. Mới cắt lốt cái này không rồi. Xong gọn xong rồi. Thấy xong. Muốn cho nó chắc hết thì chở thêm cám vì hôm qua là cám sắp hết rồi, để cho các cô các bác xem một chút về cái đàn gà đầu tiên mà chúng em bắt đây ạ. Đàn gà tính đến ngày hôm nay ấy ạ là được 42 ngày rồi cô bác ạ. 42 ngày thì em có cân những cái con mà to to ấy ạ. Không, không đến đâu. Hôm qua em cân là có con to to là gần cân mốt. Chắc là con to nhất, chắc là được 1 cân mốt gì đấy ạ. Đều đều tầm 9 nặng đến 1 cân. Vâng, chắc tầm như thế. Này kia là cái máng gà anh Thành vừa mới chế từ 2 hôm trước. Còn chưa hoàn thiện đấy. Thế là trước ạ thì chúng em thả ở cái gian chuồng lợn bên này thôi. Nhưng mà chật quá. Chật quá cho nên là chúng em dọn cái chỗ này là chỗ để cám, dọn để cho nó ra bớt bên này. Giờ là chuồng mới sắp xong rồi, là sắp chuyển sang nhà mới ở rồi. Đây là đàn ngan. Con ngan đến bây giờ thì chết một con rồi. Đấy, từ cái lúc bắt về đến đây là chết lúc một con. Chuyển về xa kẹp nhau thôi. Con gà bên này thì cũng cù tèo mấy con. Đây là đàn gà bắt lần sau. Có 2 con thôi. Này trong này thì có mấy cái con bé xíu 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 ấy là con gà ta. Đấy. Nó mới nở nên em coi cũng cho luôn vào đây. Đây, cả gà ta lại gà là mình mua này là cũng chết được khoảng gần chục con. Con gà kia thì chết được khoảng 2-3 con. Gà ta tại là con gà lần đầu nó mới đẻ trứng này. Trứng nó non này. Lần đầu là mình phải không cho nó ấp ấy, mình phải ăn trứng ấy. Con vịt này, con gà này chứa nước quá. Con gà kia là hôm nay trời nắng nắng ấm rất là thích ra ngoài. Đó là cho lên chuồng mới kia quay cho ra ngoài được. Ăn thấy nước là sáng ngời luôn. Không biết là nước. Cái cám thì chúng em sẽ để tạm ở đây ạ. Ở chỗ này nắng nó phơi vào là không được. Chuồng mới mà. Gà bên này cũng hết sạch cám. Thank you.
thì bây giờ đã là giờ chiều rồi. Thế chiều nay thì sẽ bắt đầu là quây lưới ạ. Buộc vào đúng không? Đây gọi là buộc tay thôi, còn hàn cơ, phải buộc này. Buộc tay là cố định nó lại đây. Cố định này. Buộc này cả ra này, cố định cả ra được đấy. Đinh vít, vít để sát xong bắt đầu hàn thì được. Đây có vít thì cần gì không có vít đấy. Vít đã, vít có đây. À đây 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 đây, đây. Cái này. Ở đấy nó phải cái loại đấy thì may ra. Dây điện hậu cánh thôi. Đây là cái khung cửa chuồng gà này. Đấy, chê bàn lề. Bên này cũng thế này. Bên kia thì còn một cái chưa xong. Thì bây giờ trời cũng tối rồi. Bây giờ mùa đông nên là tối rất là nhanh. Nên công việc có lẽ là ngày hôm nay đến đây thôi cô bác ạ. Đến hiện tại thì cái chuồng gà là cũng chưa có xong hẳn ạ. Đây chỉ hoàn thiện được khoảng 90% thôi. Hôm nay thì lợp mái và vây được một phần lưới B40 thôi. Đây là chỉ mới cố định lưới mà thôi, chưa có hàn được. Ngoài kia sẽ hàn như này, lại hàn chắc mà. Đây, có xin phép là kết thúc video tại đây thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh của Còi La Linh.